Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ bắn khẩu 3Z Bon Bits đi lên C4. Đã từ rất lâu rồi, mình chưa có bắn 3Z Bon Bits. Rất lâu rồi anh em ạ. Mình chỉ có mới gần đây là luyện tập lại với lại 3Z Penny thôi. Đấy. Những ai mà bắn Snip giỏi thì nên dùng cái khẩu 3Z Bon Bits này. Tại vì nó sẽ làm tăng cái độ nguy hiểm của bạn lên. Rồi, team người ta thì cũng bình thường thôi. Có một thanh niên chat lên là phải ấn AT không? Thì biết thì thôi, không biết thì cũng thôi. Chứ đừng có chat lên làm cái gì cho mệt người. Hãy nó chat lên một câu thôi, nó làm con tim của mình nó tan vỡ anh em ạ. Đấy, rồi ơi, thanh niên bắn hay đấy. Mình đi cùng team BMT hay gì gì đấy quên, mình quên rồi. Đây 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 đây. Này, úi giời ơi. Bị lag. Rồi xong rồi. Đâu rồi bạn ấy? Úi giời ơi, đẩy luôn. Hay hay hay. 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 Rồi tôi xong rồi. Hay thế. Clan gì ấy nhở? SA. Ghê. Rồi team mình bay sạch rồi. Cay quá. Đậu xanh. Ở team mình toàn người ở clan BMT hay gì gì đấy mà sao bắn ấy nhở? Để nó đẩy sạch cả team luôn. Thôi không sao, trận đầu mà. Nháp thôi. Làm màu thôi mà. Không cần phải chắc chắn. Rồi ơi. Quỳ. Có ai báo mic cho bạn ấy à? Thật là hư cấu. Làm gì có ai nấp trong đấy bạn ấy. Trời ơi, không ai báo mic cho bạn ấy rồi. Rồi, không có ai đẩy lên đường khu vực A. Chỉ à, thủ ở nhà thôi. Á đủ, ném flat luôn. Đậu xanh đẩy luôn kìa. Thật là hư cấu. Bạn nghĩ gì? Nghĩ gì đẩy lên? Vâng, ở đây chắc không có ai. Thôi mình sẽ lên thôi. Ở đây không ai đẩy lên đâu. Team kia người ta thủ ở nhà thôi. Chỉ có một thằng ngáo ngơ nó đẩy lên như thần. Nó đi vào như trốn không người ạ. Nó tưởng cái quả flash của nó tương lên. Nó nguy hiểm rồi. Ghê thật đấy chứ. Và mình phải đục check hai bên. Để khỏi biết. Ôi trời ơi, thằng nào bắn cấu 20 tiết của mình rồi. À. Mới thấy. Đậu xanh đâu rồi? Rồi chết rồi. Hay. Rồi mới bay xuống một tí thôi. Mất bà nó còn có 46 tiết à. Bọn này bắn kiểu gì nhở? À. Mày núp núp trong cái lỗ đấy này. Cái chỗ này. Cái chỗ người ta đục tường. Mà cứ thích nấp vào. Ok. Đấy. Bắn nó bình tĩnh tí thôi. Là chúng ta lại clear team thôi à. Ok. Hỏi vứt bom. Rồi bọn này ngựa quen đường cũ, không bao giờ lên cái khu vực hẻm A. À lấp ló lấp ló. Ôi đậu xanh. Rồi. Chết xà vãi cứt. Thực ra thanh niên đấy giấu nghề. Đẩy lên như một vị thần. Và bây giờ chuyển sang cầm 3Z. Chúng tôi đừng gọi chúng tôi là gà nhá. Cầm 3Z lên, thằng nào cũng pro thôi. Ăn được cả mình luôn, đậu xanh. Pha đấy mình ngáo quá. Không sao, mình sẽ trận sau mình sẽ phục thù. Xem, mình sẽ chóng mắt lên xem nó cầm 3Z VIP. À chết nhầm, 3Z M99 được bao lâu. Rồi, tạch luôn. Đậu xanh. Tạch cả team luôn đấy. Dã man. Ôi trời ơi. Làm gì không đấy? Rồi cái bom tuyệt vời. Cẩn thận nước vào đi. Hình như là hai thằng ở nhà, ở cái khu vực nhà rồi. Đúng rồi. AB rồi. Hai thằng đứng ở khu vực AB rồi. Tôi xong rồi. Trời ơi để nó giết. Cầm 3Z thì kiểu gì thì ba. Rồi không thể nói được. Úi rồi. Ném bom vào. Ghê thật. Đùa thật đấy chứ. Rồi bây giờ bắn cẩn thận tí. Tự dưng lại chết sàm để cả team thua. Hư cấu thật. Anh em mấy pha như này mình không chết. Không thể chết linh tinh được. Rồi. Ok. Từ từ. Đấy. Thằng nào không thằng nào dám lên khu vực hẻm A. Nấp ở nhà hết. Từ từ bạn ơi. Từ từ bạn ơi. Để xem nó lấp ló là được bao lâu.
Rồi, nó đục thêm được một thằng rồi ha. Thằng này bắn ghê nhở. Phải nồi. Rồi, nó không lấp ló ra đây. Thế mình sẽ tiến vào khu vực hẻm A rồi đi qua rào chăng? Chắc như thế. Bo máy vứt kìa. Trời ơi. Của quý trời cho. Thế đấy nào lại vứt ra như là đống đống sắt vụn. Rồi. Thì phải ôi trời ơi. Lại chết sạch. Đùa. Thôi xong rồi, sao tim lại bay sạch thế kia? Các bạn làm gì vậy? Các bạn muốn gì? Đậu xanh. Bốn con giò mà. Từ từ. What the fuck? Cái gì bốn con giò ba? Này thì lượn vào này cưng. Nghĩ gì? Nước. Chết rồi, báo nước. Báo cái mắm gì? Cứ báo đi. Góc B. Này thì đổi lục mà đấu lục này. Nghĩ gì đấu lục? Ô, ôi, ôi trời ơi. Gì thế này? Trời ơi. Đậu xanh luôn nữa. Chán thế nhở. Nó núp trong cái hốc đấy ạ. Thật là hư cấu. Đậu xanh. Nó cấu là mình gần chết luôn rồi. Tiếc quá ha. Pha đấy có khi lại cân tim. Đậu xanh đâu nữa. Mình chỉ cân cái thằng đầu đàn rồi. Mình chỉ cân được cái thằng đầu đàn là mấy cái thằng non non như thế này dễ giết lắm anh em ạ. Chỉ cái thằng đầu đàn nằm xuống thôi. Còn râu lâu la thì làm sao mà ăn được mình. Trời ơi. Rồi nấp chồi cái chỗ mà cực kỳ hiểm. Vâng. Thật là khốn ạ. Hay lắm bạn ơi, lần sau mình sẽ check kỹ cả. Nãy mình check kỹ rồi. Mình cứ tưởng là không có thằng nào ở trong khu vực đấy. Ai dè đứng trong cái hốc. Dã man thật. Cái chỗ đấy nói chung là anh em phải trích càng kỹ càng tốt. Tại vì những cái hốc thì rất là khó nhìn. Đi vào cả cái khu vực sai, bom sai rồi mà vẫn không thể nhìn được. Rồi mình sẽ trích kỹ hai bên trước khi mà bước vào. Anh em nếu mà muốn bắn tốt thì cứ nên trích như mình đi. Những ai chưa biết thì cứ trích cho chắc anh em ạ. Thà tốn mà vài viên đạn mà còn hơn lao vào mà bị nó móc. Nhục lắm. Đấy, bắn đi, đậu. Ê, bà Z này ngồi mà cam. Nghĩ gì ngồi cam? Con. Nó ném flash vào. Hay là bạn ném đây. Ôi trời ơi. Này thì ăn bạn tao này. Úi trời ơi. À, này thì đục này. Phá lúc nãy hên thôi. Bây giờ không còn hên nữa đâu bạn ơi. Đậu xanh. Cứ nghĩ là đục qua thùng là giết được mình nhá. Hư cấu. Cố lên các bạn ơi. Trời ơi, trận nào mình cũng phải gánh team thế này chắc chết quá. Vâng, hình như team mình còn có 4 người. Thật là vi diệu. Đùa thật đấy chứ. Để mình qua bên này đi cùng với anh em để bảo kê anh em luôn. Chứ đi một mình thì mình chỉ sợ cái đường hẻm B nó móc lên thôi. Còn không thằng nào móc thì cứ tấn vào cái đường này mà chơi thôi. Ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Rồi từ từ bình tĩnh đừng có đục vào. Ôi trời, tôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ôi trời ơi. Này thì lao vào la liếm kêu này. Ôi, chứ còn một thằng nữa. Thằng này nhây. Nhây này cưng. Còn một thằng nữa. Lao lên liếm thôi bạn ơi. Không phải xoắn. Ôi. Rồi. Ô, sẽ chết luôn kìa. Đậu xanh. Hay.
Tuy nhiên này bắn hay. Rồi mình lại gánh team. Rồi một pha solo 1v1. Flash nè, nè đi, nè đi. Đâu rồi? Ôi trời ơi. Chĩa trung tâm người không thả được. Cay cay. Mắc cay, còn 19 tiết ăn flash luôn. Té. Té thôi. Đậu xanh. Dã man nhỉ. Thì phải cái bom thôi. Và chơi đòn tâm lý. Biết rồi, nó đuổi theo sau lưng mà đấy. Trời ơi, yếu lắm cơ. Lệch ra này. Nghĩ gì? Rồi tôi xong rồi. Còn ao nữa. Thì mấy ba thằng sau bắn mà. Bốn thằng đã không ăn được rồi. Bây giờ còn ba thằng. Đậu xanh. Rồi đừng cam nước nữa bạn ơi, ra chỗ khác cam đi. Đậu xanh nữa. Mình thì cam chắc chắn rồi, các bạn không cần cam đâu. Ừ, thích cầm ba rất nhiều làm cái gì đấy nhở? Cầm tanh đi. Cầm ba rết có ăn được đâu. Thật là hư cấu. Rồi, mình đã cứu team qua 2-3 trận. Bây giờ không biết là có lên có làm gì được gì nữa không đây. Vẫn là đi vào cái khu vực bombsite và check map các kiểu. Còn thằng kia thì nó lại giết team mình. Đậu xanh. B3, ok, B3. Rồi, bình tĩnh. Nó biết mình ở trên này rồi. Bị giết nhiều lần mà. Làm sao không biết được. Đâu. Đây. Ôi giời, vứt bom. Từ bạn ấy. Rồi, sao đừng chết nha. Rồi xong rồi, còn ba thằng đậu xanh. Trời ơi, team này sao bắn má. Ôi, nó đẩy. Rồi, nó quyết tâm giết bằng được. Thật là VL. Pha lúc nãy mình không chú ý, sorry. Nhưng mình nên lách ra để chết cái bọn áp sát mình. Tại vì mình đánh lên đó mình hay lách ra để chết mà. Lách nào trận lúc nãy. Ngáo ấy cứ. Rồi không sao. Không sao. Cố lên. 3v5. Thật là VL. Full team có lẽ là win ấy. Lách nào cứ out từng thằng một. Vở lờ. Bảo làm sao cho tôi có thể gánh được. Cái này có phải liên quân đâu. LOL đâu. Bắn hơn là có thể đẩy lên nhà được. Cái này bắt buộc giết người mà. Chán quá. Cái này mà nó ra cái map mà đẩy trụi có khi lại hay. Giết người mình đẩy nhà. Win không cần giết người. Giết ít ít thôi. À giết nhiều cũng được nhưng không cần phải giết nhiều để thắng. Đây, dâu nhất đây này. Này thích đẩy à? Này thì, ôi giời ơi, không giết được. Rồi, thằng khác lao vào la liếm. Nó ở trong khu vực bombsite B bạn ơi. Ôi trời ơi. Giết đó. Hay. Được rồi, chúng ta sẽ cùng đến với trận quyết định. Ai sẽ là người nắm cái cán để cân cái thằng còn lại. Nó đâu nhỉ? Chán thế. Rồi bình tĩnh thôi. Anh em cứ bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính. Lại vứt bom, đậu xanh. Buồn cười vãi. Ơ làm gì đấy là AFK, đùa. Trận cuối đấy bạn ơi. Đậu xanh. Trời ơi. Bây giờ AFK nữa. Thì làm sao mà bắn đây. Phải nồi. Ôi trời ơi. Nó cầm AWM. Mày tí chết. Chán đấy nhở. Cái phát lúc đầu mình vẫy tâm không trúng. Đen.
Này thì bay bay này. Nghĩ gì bay? Vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Rồi, khả năng thắng rất là cao. Ôi trời ơi, sao lại để nó bắn chết? Trời ơi, bạn làm gì vậy, bạn tôi? Ôi trời ơi, chắc là nó đang bắn nhau ở khu vực bonsai A nhỉ? Rồi mình sẽ đẩy lên bonsai A. Để. Ôi, trời ơi, trong này có người. Tiếc thế. Trời ơi, trong này có người nữa. Đậu xanh, không được rồi. Thế như này chắc chắn là sẽ không cân được hai. Thế luôn. Bắn như này mà. Ôi sao lại nấp đây má. Đặt bom xong té đi. Nấp đây chả chả chết đâu phải rồi. Cầm lục mà đứng đây như kiểu là cầm tinh vậy. Bạn làm sao không chết. Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bắn chán quá. Anh em cứ thoát sạch. Rồi một pha mình chết cực kỳ xàm. Đã những trận cuối nó còn chết xàm. Vãi thật. Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả mọi người. Một trận đầy cừ kỳ tính. Đầy sự kỳ tính. Thật là VL.